Rồi xin chào anh em đam mê, lại là mình đây, anh Trái Kê lên. Rồi hôm nay em lại bán phôi mai anh em ơi. Ngày nào thì em chẳng mai với mốt không à. Ngày nào cũng em mai hết á. Thì mọi người cũng biết mình rồi, mình thì chuyên bán phôi mai vàng Bình Thuận. Em lên vào lúc 8 giờ tối hàng ngày. Anh em sắp xếp thời gian mà đón xem, ủng hộ kênh của mình nha. Em thì làm những con hàng mai vàng tự nhiên, thiên nhiên tạo luôn mọi người. Đây, số phôi hôm nay có 11 cây, cộng thêm một cây VIP nữa là 12 cây. Đấy, phôi hôm nay là phôi của anh Đề. Thì nhóm của em là hợp tác xã nha mọi người. Rồi em bán cây, em có số điện thoại bên trên, có ngày tháng, có giá tiền niêm yết luôn. Mọi người yêu cây nào thì cứ gọi điện trực tiếp cho mình, số điện thoại bên trên đó. Mình là Đặng Xem Cảnh, tên thiệt của mình là Đặng Xem Cảnh, và mình đặt tên kênh của mình là Đặng Xem Cảnh luôn. Thì anh em cứ gọi điện trực tiếp cho mình, gọi tìm thằng Cảnh là thằng nào, tao chốt cây đó đó, dứt. Rồi, mọi người gặp gỡ anh Trái tí nha mọi người. Rồi, hello mấy anh em, chào mấy anh em nha, chào cả nhà nha. Rồi hôm nay mấy anh em mình cũng tiếp tục lên clip này là có 12 phôi mấy anh em, mini xinh xắn giá xinh duyên. Rồi mời mấy anh em vô siêu tầm ủng hộ nha. Nắng rồi anh Trái không muốn nói. Thôi anh em xem clip, chúc anh em xem clip vui vẻ nha. Thì trong quá trình quay clip anh em coi chốt thì chốt, còn chốt thôi. Phôi này phôi đầu tiên nè anh em, là rễ đế ok nha anh em nha. Lùng tùng chắc á nha, lâu lâu mình pha một tí hài cho vui, chứ thật sự ra mình muốn anh em chốt hết lắm chứ anh Trái. Pha mà đề nó buồn kìa. À clip của anh Đề ha, đừng chốt cho anh em à. Cây dễ, cây trong này nó có miếng lửa thẹo nha mọi người. Để đế được. Đấy, cây thì dành chi bao tê, bao ngon bao ngọt. Mời anh em xem thông số cây cụm này luôn. Cây này là dạng cây cụm nha mọi người. Rồi mời mấy anh em xem vành đây. Wow. Xem xong một chốt nha mấy anh em nha. Được. Vành 43 mấy anh em, cao 47, màu dài 35 mấy anh em ơi. Rồi, mời mấy anh em siêu tầm ủng hộ đây. Mã số 1 này thì em xin giao lưu với anh em, 800.000 bao ship toàn quốc. Mời anh em siêu tầm, chốt đơn anh em, để cái này vô góc đó. Hồi lên mã số 2, cây rễ đế ok, dễ đế nở, đế được, dễ nhiều, sạch không tì vết, chi được. Mời anh em xem thông số. Đấy, liền lạc. Mời anh em. Rồi, mời mấy anh em xem vành đi. Vành 35, cao 48, bầu dài 36 mấy anh em ơi. Rồi, mời mấy anh em ủng hộ ơi. Thôi, mã số 2 này xin giao lưu với anh em, 600k bao ship toàn quốc. Mời anh em sưu tầm. Một phôi nữa nè mọi người nè, một phôi mã số 7 nha mọi người. Phôi này đã ủ lên nhựa lên bạc phê hết rồi nha mọi người. Rễ rồi bắn da đầy hết luôn. Anh em coi nè, dễ tơ nè, nó bắn da dài luôn. Nè xem, nó da chỗ đây nè. Mầm lên. Đấy. Bắn da tới đây. Xịt mầm xịt đồ hết rồi. Mầm rồi lên hết luôn. Cây này thì mini sinh viên luôn. Mời anh em xem thông số cái này. Rồi mời mấy anh em. Bao rễ cho anh em, đã da dễ tơ rồi nha mọi người nha. Nè. Trời ơi, nó da chỗ đây nữa. Vành 21. Ô, chỗ đây một chùm luôn cháu ơi, coi nè. Rồi. Ha. Rồi. Rồi. Kệ mẹ nó đi. Bao dễ. Cao 38. Cây sống mà kêu kệ mẹ nó đi. Bầu dài 35. Ủa anh Trái biết bà tưởng không? Dứt. Rồi. Bà tưởng hả? Phôi mã số 2 này thì xin giao lưu với anh em 500.000 bao ship toàn quốc. Mời anh em. Còn mã số 3 ha. 500.000 bao ship toàn quốc. Chốt luôn. Bà tưởng bà con nhà ghê á. Rồi, mã số 4. Nguyên để cho cô tưởng cô tưởng. Kê, kê, kê. Mã số 4 đến nữa, rất là đẹp. Đấy. Hai chi. Cây sạch hai cái nha. Ồ hai chi. Mời anh em xem thông số. Mã số 4. Xin giao lưu với anh em. Mời mấy anh em xem vành ha. 500.000 bao ship. Vành 36. Ủa vành 36 luôn hả? À. Thôi 51 đi. Cao 44. Bao dài 37. Thôi mọi người, cây mã
số 5 ạ. Mã số 5. Số 4. Rồi số 4 xin giao lưu với anh em 500.000 bao ship toàn quốc nha. Anh em xin lỗi nha, nãy giờ giỡn giỡn á, quên. Giúp. Tiếp tục một phôi mã số 5 nha mọi người nha. Cây này thì dễ đế, ok. Đấy. Cây này cũng đã da dễ luôn mọi người. Đây, dễ tơ da cục cục rồi. Đã da nhiều rồi nha mọi người. Nhựa lên nè. Dễ tơ da nè. Vậy luôn mọi người ơi. Rồi, mầm lên. Nhựa lên, mầm lên. Cây đã ra rễ. Mời anh em xem thông số mã số 5. Mời anh em xem quanh đây. Về là chỉ việc trồng thôi. Trồng nhẹ nhẹ coi chừng đứt dễ nha anh em. Quanh 34. Cao 46. Màu dài 34. Về trồng nhẹ nhẹ thôi. Thứ nhất là trồng nhẹ nhẹ, thứ nhất là đỡ đứt dễ, thứ hai là vợ khỏi nghe anh em. Trồng nhẹ nhẹ vợ khỏi nghe. Hồi mã số 5 này thì xin giao lưu với anh em 600k bao ship toàn quốc, mời anh em sưu tầm. Bỏ lên hàng 2 3 cây. Thôi, mã số 6. Rễ đế quá ok luôn nha mọi người. Đấy, rễ đế bao ok. Cây cốt cũng tạm được. Cây có miếng thèo lũ chỗ đây nè. Đấy. Mã số 6 này thì rồi, anh cháy xem thông số. Chỗ này á, hồi xưa nó bị tác động cái gì đó, nó lũ chỗ này nó ra mới với con rồi nè. Quanh 31. Cao. Cao 45. Bầu. Bầu dài 30. Giúp mấy anh em ơi. Mã số 6 này thì xin giao lưu với anh em 500.000 bao ship toàn quốc, mời anh em xua bằng. Nhanh. Mấy cây kia bỏ lên lần 2 3 cây, 2 3 cây bán combo luôn. Một phôi mã số 7 nữa mọi người. Mã số 7 này thì rễ đế quá ok luôn nha mọi người. Đấy, đế nữa. Đế rất là lực, rất là vững cây. Cây có miếng thèo lũ chỗ đây. Nhìn chi được. Mời anh em xem thông số mã số 7 luôn. Đế. Mời mấy anh em xem vành đây. Nhanh này, Euro sắp tới à. Quanh 32. Còn mấy ngày nữa ta. Đừng có nhắc Euro, mấy anh em để dành tiền Euro á. Thì bởi vậy. Cao 55. Mấy mình mới kêu nhanh đi. Màu dài 35. Rồi. Mấy anh em ơi. Phôi mã số 7 á. Mã số 7 này thì xin giao lưu với anh em 500.000 bao ship toàn quốc, mời anh em sưu tầm. Một phôi nữa mọi người ơi. Phôi này mã số 8 nha mọi người. Đây, phôi này thì bao rễ cho anh em, nó ra rễ trắng hết trong này nè mọi người nè. Đấy, mọi người không biết cái máy quay của em quay cho mọi người có thấy hay không. Anh em thấy không? Rễ là nó ra trắng hết luôn. Thấy không? Thấy. À, nó dễ mà nó ra trắng hết luôn mọi người à. Trời ơi, trắng bầu hết. Bởi vậy cái tay của anh để mát. Trời ơi, chỗ này nó ra ớt. Thôi bây giờ vậy nè. Cây này bao sống cho anh em, được chưa? Rễ, à, chỗ đây có miếng thẹo. Nhưng mà cây này về khuyên anh em là trồng cẩn thận. Coi chừng nó sống á, rồi dễ nó ra nhiều rồi. Mầm đã lên. Mời mấy anh em xem vành đây. Mã số 8 nha mọi người. Vành 20 mấy nè. Cao 35. Bầu dài 25. Mã số 8 xin giao lưu với anh em 400k bao ship toàn quốc, mời anh em sưu tầm. Mã số 9 nè mọi người nè. Đấy. Cây rễ đây rất là ok nha mọi người nha. Đấy, rễ nhiều. Quá đẹp. Đấy, mã số 9 thì cây chi cũng được. Lượng về một hướng. Mời anh em xem thông số mã số 9 này. Mời mấy anh em xem vành nha. Bây giờ vành 25 hai nữa. Cao 44. Bây ra chi bây ra là 30. Bầu dài 30. Rồi mời mấy anh em dứt. Mã số 9 xin giao lưu với anh em 600.000 bao ship toàn quốc. 600 nhân mấy anh em nha. Mấy anh em không nghi lộn luôn mấy anh em ơi. Mã số 10. Mời anh em vô luôn. Mã số 10 thì dễ đế ok. Đế rất là vững nha mọi người nha. Đấy, đế vững, dễ con, dễ tơ thì nó ra đầy hết luôn, trắng hết luôn mọi người thấy không? Em thì thấy rất là rõ nha, không biết anh em có thấy hay không? Anh em nghe kỹ giùm em, thấy cây nào dễ tơ ra nhiều mà đều em đếm nổi mọi người à, em chỉ nói nhiều thôi. Đấy nè, thấy không? Chỗ đây nè, dày luôn. Cây trên thăng nhựa rồi lên, ok. Cây có miếng thèo lũ chỗ đây, mời anh em xem thông số, lùng lực, kê lên. Rồi mời anh em xem qua nè. Mã số 10. Quanh 36. Cao 38. Bầu dài 37. Mời mấy anh em mua. Mã số 10, 700k bao ship. Dứt.
mã số 11 nha mọi người nha. Ôi chục, chơi bên trái. Mã số 11 rễ đế tạm được. Đấy, cây này ok đấy. Mã số 11 bay xiên, mời anh em xem thông số. Mời mấy anh em xem vần. Mình càng làm càng hăng, không biết mệt nữa ta. Vần 32 mấy anh em. Cao 45. Bay da 35. Bầu. Bầu dài 33. Rất mấy anh em ơi. Mã số 11 này xin giao lưu với anh em 600.000 bao ship toàn quốc, mời anh em sưu tầm. 650 đi. Rễ đầy luôn. Nè. Rễ đầy luôn. Dứt. Mã số 12 cũng là mã cuối cùng của clip nha mọi người. Đấy. Mã số 12 cũng là mã cuối cùng của clip. Cây chụp một cúc có 1-2 miếng thẹo. Nhựa mầm lên rất là ok. Cây này cũng đã ra rễ rồi mọi người. Nè. Chỗ đây nè. Đấy, nó ra dễ trắng vô đây nè. Anh em nhớ vị trí này nè, về mình coi thử em nói có đúng không nha. Mà thật sự em bán cây cây như nào em nói y vậy đó. Đấy, dễ chỗ đó anh em. Yeah. Mời anh em xem thông số cây số 12 cuối cùng của clip này. Cây này thì em xin giao lưu với anh em 500k bao ship toàn quốc. Mời anh em sưu tầm. Wow. Mời mấy anh em xem vần cây này xong bắt đầu tu lại coi tiếp lần nữa mấy anh em. Dẫn đầu coi nữa. Coi cho kỹ. Mời mấy anh em xem vần này. Vần 26. Cao 43. Bầu dài 32. Dứt mấy anh em ơi. Thôi. Cảm ơn anh em. Mã số 12 500k bao ship toàn quốc. Cảm ơn anh em theo dõi clip. Chúc anh em buổi tối tốt lành, hẹn gặp lại anh em. Mấy anh em thương tình cho 500 mới cũng được. Chào tạm biệt mấy anh em. Clip hôm nay kết thúc. Tạm biệt anh em.